Duy Nguyễn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đời Đời Thế. Hôm nay tiếp tục chương trình Duy Nguyễn xin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe và xem một mẫu chuyện tâm linh. Câu chuyện này có tên là Ông chú vớt xác. Tình tiết câu chuyện này như thế nào? Bây giờ Duy Nguyễn xin mời quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Có một chú đã năm mươi mấy tuổi. Chú làm nghề là vớt xác ở dưới sông có nghĩa là khi nào có một cái xác nào trôi thì bên chính quyền người ta nhờ chú đến để mà hỗ trợ để đưa cái xác ở lên bờ hiện tại thì chú đang sống cái nghề là giăng lưới để bắt cá ở dưới sông cũng có một số mạnh thường quân mà mời chú lên bờ để mà xây nhà cho chú ở đó nhưng mà chú cũng không chịu lên bởi vì chú nói là chú thử lên bờ cũng mấy lần rồi nhưng mà chú lên bờ chú che chồi chú ở thì chú lại bệnh khi mà chú ở dưới xuồng mà sống cuộc sống ở dưới sông nước ấy, thì chú rất là khỏe chú không có bệnh gì hết thỉnh thoảng thì chú xuống dưới những cái chân cầu ấy, mà tối chú ngủ ở đó hoặc là ban ngày chú sinh hoạt ở đó rồi một hôm đó là trời mưa rất to mà gió rất là mạnh nên chú không có ngủ dưới ghe mà chú lên cái chân cầu mà chân cầu đó rất là cao mà nó rất là rộng luôn vừa sụp tối là chú đã chăn mùng và chú vào trong mùng chú nằm nhưng mà chú chưa có ngủ chú nói cái giờ đó là tầm khoảng 7 giờ mấy thôi chứ không có phia và chú nghe tiếng động lụp cụp lụp cụp lúc đó là chú sợ ăn trộm nó lại nó trộm cái ghe của chú bởi vì gần đây là ở dài khu vực này cũng có mấy chiếc ghe nhỏ nhỏ bị mất nên khi chú nghe tiếng động nên là chú bật đèn pin lên để mà chú xem chiếc ghe của chú coi có ai có đến là gần. Khi chú bật cái đèn pin lên mà chú rọi lên ngay chiếc ghe của chú. Thì bỗng nhiên chú thấy là có một người phụ nữ đang ngồi ở trên cái mũi ghe. Chú chỉ giật mình thôi chứ chú không sợ. Và chú dán mùng lên. Chú đi ra. Khi chú đến gần khoảng còn cỡ 5 mét, chú mới hỏi là Cô ơi, sao cô lên ghe của tôi, không? cô ngồi vậy? Và chú hỏi thì cái người phụ nữ này không trả lời. Cái chú mới hỏi thêm một lần nữa, cô ơi, cô có cần tôi giúp gì hay không? Mà sao trời mưa lâm râm mà cô lại lên ghe của tôi, cô ngồi. Muốn núp mưa thì mình xuống chân cầu nè, núp này núp mưa. Và mưa lớn lên thì chú lại quay ngược trở lại cái chân cầu ở chỗ chú dân mùng. Khi mà chú quay lưng chú đi trở lại chỗ cái mùng của chú đó, quay trở lại, chú rọi đèn trở lại cái, cái chiếc ghe. Thì lúc đó là cái bóng nó mất tiêu Chú sợ là người ta lên đó ta ngồi hồi người ta chôm ghe của chú Buộc chú phải dầm mơ chú đi ra một lần nữa Chú leo lên ghe chú lấy đèn pin chú dội trong cái liều của chú á Thì không có thấy là ai hết trơn á Rồi chú mới kiểm tra cái dây cột coi chắc chắn chưa Chú kiểm tra dây xong chú mới quay trở lại cái mùng của chú Thì khi chú lại ngay cái mùng thì Chú quay trở qua chú nhìn thì lại có một người phụ nữ lại ngồi trên mũi ghe và lúc này chú cũng khá là tức Chú nói để chú lợi chú chạm mặt với cái người này thì coi như thế nào Vừa đi chú vừa hỏi Rồi chú lại gần kế bên Mà hỏi cũng người này cũng không trả lời Khi chú lợi gần tới cái lưng của người này đó Thì người này quay cái lưng qua Cứ quay theo cái hướng của chú hoài chú đi qua anh đâu thì quay cái lưng hướng đó Nên là chú tức chú mới phóng lên ghe luôn thì khi chú phóng lên ghe thì cái người phụ nữ này lại phóng xuống nước nhưng mà chú không có nghe một tiếng động nào nào ở dưới nước hết rồi chú mới nói rồi gặp rồi thường khi á là dưới ghe của chú á, là có cái bó nhang nhưng mà đã cái bó nhang này nó đã hết rồi mà chú định là chiều nay mua nhưng mà ông trời mưa nên là chú không có đi mua luôn chú mới nói nếu quý vị mà có đi ngang đây thì đi vào chỗ khác đục mưa đi đừng có xuống ghe của tôi đục mưa mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Chú chỉ nói vài câu vậy, rồi chú khi chú lại tới cái mùng của chú thì chú nhìn lại chiếc ghe thì không thấy gì hết. Rồi chú mới vô mùng chú nằm, chú mới nằm một chút xíu thì bỗng nhiên bốn cọng dây mùng này nó đứt xuống một lượt và nó xà xuống dưới mình của chú. Lúc đó chú mới ngạc nhiên chứ nó sao kỳ, nếu đứt dây mùng đứt một lần một cọng thôi chứ đâu có đứt một lần mà bốn cọng. Chú mới lôi cui mà chú dán mùng lên á, để chú chui ra, có một cái thế lực nào đó nó đè cái cổ của chú xuống từ 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 mà chú gồng rất là mạnh lên nhưng mà chú gồng mãi không được và cuối cùng nó đè cái mặt của chú áp xuống dưới cát luôn chú rất là mạnh luôn nhưng mà chú gồng lên không nổi và chú khá là mệt nên là chú mới buông tay luôn và chú cho nó đè tự nhiên thì khi chú buông tay thì nó lại buông tay ra nó không đè nữa và khi mà chú lui côi ngồi dậy đó thì mặt của chú là cát không chú ngó vòng vòng mấy cái chỗ mà chú danh mùng á là chú thấy là sao dây mùng mà tháo ra hết luôn rồi chú mới ngó qua chiếc ghe của chú thì lại chú thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghe của chú á mà le cái lửa dài xuống tới dưới nước luôn rồi chú mới chắp tay lại và chú niệm phật mà trong khi đó là chú nhắm mắt khoảng một phút sau chú mở mắt ra thì chú không thấy cái vòng nó nữa rồi chú mới lui cui chú dân lại cái mùng để mà chú vào đó chú ngủ. Thì khi chú văn mồm xong chú vô chú nằm ngủ thì bình thường không có gì hết. Nhưng mà tới lúc sáng á, chú giật mình vậy thì ngược đời á, là cái chủ cầu á, là nó có một cây cột cầu rất là to mà ở trên cái đầu của cây cột đó là hai bên người ta gác hai cái dầm cầu ở chính giữa nó có một cái lỗ. Nhưng mà chú ngủ có một đêm tới sáng á, không biết bằng cách nào mà cái vong này nó nhét chú vào trong cái cái lỗ đó đó. Trong lúc đó là cái trụ cầu này nó cao lên tầm cỡ 3 mét trên 3 mét. Rồi trong lúc đó mà chú lôi cua để mà chú lùi lại á. Bởi vì nó nhét cái đầu chú vô trước nên là chú lùi lại và chú bị trượt chân. Và chú rớt từ ở trên cao khoảng 3 mét xuống dưới đất. Nhưng mà rất may mắn là chung quanh đó toàn là bê tông với xi măng không. Nhưng mà ngược lại là chú rớt từ trên cao xuống mà chú không có bị gì hết. Chú vẫn đứng lên được và chú đi được. Và lúc đó chú rất là tức Bởi vì chú không có sợ ma mà chú rất là tức Là chú không có chọc ghẹo gì ai Mà thường ngày là chú làm phước là nhiều Chú không có làm ác Vậy mà cái vong linh này nó nhát chú mà Nó dinh chú nó nhát ở trên cái trụ cầu đó Chú khá là tức Lúc đó là trời tờ mờ sáng rồi Chú xuống ghe chú nấu cơm chú ăn Để mà tiếp tục một ngày mới để mà đi giăng lưới bắt cá Cơm cũng đã chín thì chú cũng đã ăn cơm và chú mới nhà, chú mới chèo chiếc ghe của chú để đi ra ngoài cái sông lớn để chú giăng lưới để mà kiếm cá tại vì cuộc sống của chú là làm nghề giăng lưới khi chú chèo tới cái ngã ba giữa sông nhỏ và cái sông lớn rồi chú tấp vô một cái gốc cây để mà chú định là cột tay lưới vô trong cái cây đó rồi chú mới thả tay lưới vòng vòng đi bỗng nhiên chú nhìn theo cái cây đó vô cái gốc cây thì là chú lại thấy là có một cái xác phụ nữ đang vướng vô cái gốc cây đó Chú phân chiếc ghe lại ngay cái gốc cây Trong lúc đó là người phụ nữ đang nằm úp Và chú lật người phụ nữ lên Thì chú nhìn rõ ràng là cái vóc dáng này là cái người phụ nữ hồi tối ngồi trên ghe của chú Vậy là cái vong của cô gái này Đến đây để mà kêu chú mách bảo chú là Cái xác này đang nằm ở cái gốc đó hay gì đó Theo là chú nghĩ như vậy và Chú mới lấy cái điện thoại của bắp ra mà chú gọi cho công an và chú báo ở à, cái vị trí đó vậy vậy đó là có một cái xác phụ nữ mà chết trôi mà dướng vào cái gốc cây này chú lật cái xác lên chú nhìn thấy một người phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi mà rất là xinh gái nhưng mà ở trên cổ là có một cái vết cắt rất là sâu và cái xác này trong cái thời kỳ phân quỷ thì chú nghĩ là chắc khoảng một tuần khi công an đến thì chụp hình nào xong xuôi hết rồi chú là cái người mà đưa cái xác này vào bờ và đưa lên bờ và cái đêm nay nhưng mà khi mà chú nằm xuống chú ngủ một chất và khi chú giật mình dậy đó là chú nhìn thấy là cái phong đó ngồi sát bên cái mùng của chú nhưng mà ngồi ngoài mùng lúc đó chú ngồi dậy chú mới hỏi cô kia cô có phải là cái vong ngày hôm qua ngồi dưới ghe của tôi không cái xác mà ngày hôm nay tôi dớt có phải là cái xác đó là của cô hay không thì cái vong đó gật đầu rồi cái vong này khóc rất là nhiều rồi chú mới nói bây giờ á cô là người cõi âm tôi là người cõi dương nên là tôi không có giúp gì được cho cô bây giờ chỉ có một cách là tôi có thể đưa cô vào trong chùa để mà các vị sư ở trong chùa chỉ có các vị sư ở trong chùa mới giúp được cô thôi nếu mà cô chấp nhận vào trong chùa thì cô hãy gật đầu thì tôi sẽ đưa cô vào chùa liền cái vong này gật đầu vừa gật đầu mà vừa khóc rồi ông chú mới nói là trước đây tôi cũng có gặp nhiều cái vong giống như cô nam có nữ có khi mà tôi đưa những cái vong đó vào chùa đó là tôi che một cái dù lên thì tôi đi thì cái vong đó đi theo tôi ở phía sau rồi cái vong này gật đầu rồi à, chú mới à, xuống dưới ghe chú lấy một cái dù, lên chú cũng bật cái dù mà đó là ban đêm luôn đó, chú bật cái dù lên chú che. Và chú coi đồng hồ lúc đó là 10 giờ, 10 giờ đêm. Chú đi từ đó đi bộ hai cây số mới đến chùa. Khi đến chùa đó là cái vong này không vào chùa được. Bởi vì trước đây á là chú cũng đưa cũng rất là nhiều cái vong vào trong chùa và cũng cách thức y chang như vậy, tại vì cái vong khi đến chùa là không vào trong chùa được không có qua cái cổng chùa được mà phải nhờ vị sư ở trong chùa đó ra và rước họ vào trong chùa khi mà tôi vào trong chùa mà tôi mời vị sư đó ra thì cái vị chủ trì đó đi ra mà cầm trên tay một cuốn kinh và một sâu chuỗi khi ra tới cổng vị chủ trì này cầm trên tay một cuốn kinh và banh cuốn kinh ra làm hai và lập úp cuốn kinh xuống và che giống như là cây dù vậy đó vị chủ trì này rước cái vong này vào trong chùa Câu chuyện hôm nay Di Nguyễn gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta nghe và xem. Đến đây đã hết rồi quý vị. Di Nguyễn xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xem hết video của mình. Rồi bây giờ Di Nguyễn xin tạm dừng video. Di Nguyễn xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe. Bye bye và hẹn gặp lại.